Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Ôi các bạn ạ, thật là một điều bất cẩn. Ngày hôm qua mình up một cái video ấy, lúc đấy không biết thế nào, buồn ngủ quá. Thế là lúc edit mình không để ý ở cái đoạn đầu của video ấy, nó có tức là có khoảng trống ở trên timeline là một, bên thứ hai nữa là có cái đoạn mình nói 1, 2, 3 để kiểu sau này mình đồng bộ ấy, đồng bộ âm thanh với video. Không để ý thế là cứ upload lên YouTube rồi. Thế là các bạn xem cái tutorial trước khi lúc mình hát ấy, thì có một đoạn ấy. Ôi thật là phiền. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để edit, tức là để chỉnh sửa, cắt ghép cái video, cắt thôi. Edit video sau khi bạn đã upload lên kênh YouTube của bạn rồi nhé. Ngoài cái việc là nếu mà bạn đã up video lên YouTube rồi ấy, mà bạn không muốn xóa nó đi, tại vì thực ra xóa nó đi nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc xếp hạng của video là một, với thứ hai nữa nó sẽ là gây kiểu phiền cho người xem ấy, subscriber của bạn ấy, tại vì bạn vừa up hôm trước xong người ta có cái thông báo đến là người ta bắt đầu xem ấy, thì hôm sau bạn lại xóa đi, bạn lại up lại một cái video giống như thế thì nó sẽ bị lặp ấy, thế là người ta xem cùng một cái video nhiều lần thì người ta sẽ không thích. Nếu có bạn nào đánh đá ghê gớm bạn ấy sẽ chửi ầm lên đấy. Thì để mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để cắt đi nhé, cắt ghép hoặc là xóa tiếng đi, hoặc là thậm chí là làm mờ khuôn mặt các thứ ở kênh YouTube thì cũng được. Thế nhưng mà video này mình sẽ hướng dẫn chủ yếu là cắt thôi, bởi vì là cái cắt đi, cắt một đoạn mà cắt một đoạn video ở kênh YouTube thôi ấy, nó cũng tức là nó nhìn nó kiểu không cẩn thận ấy, thì bạn sẽ cắt luôn cả cái video đi, và sau đấy là một lúc sau nhìn thấy ôi chết rồi, cái phần cần cắt thì cắt, không cắt mà cái phần mà không cần cắt thì lại cắt. Nên là mình sẽ làm cẩn thận để cho các bạn nhìn. Đây là mình sẽ đây vào cái kênh của mình nhá, vẫn là kênh này thôi, kênh tiếng Việt đấy thôi, bởi vì cái video hôm qua mình up này là thêm nhiều hiệu ứng chuyển cảnh cùng một chỗ để mình mở cho các bạn xem nhé. Đây đấy, các bạn nhìn thấy không, cái đoạn đầu này đen xì xì này, xong bắt đầu chuẩn bị được một đoạn đen xì xì là đến đoạn mình 1, 2, 3 mà cũng có quảng cáo luôn ở đây, thế nó mới nhỏ. Đây đoạn này này, đến đây này, ghét không, mất tận 30-40 giây. Thế mà không bạn nào xem, không bạn nào nhắc mình là hôm nay mình xem lại mình mới nhớ, mình mới nhìn thấy, mình mới bỏ ôi chết. Có mấy bạn đây này, ở dưới đây bao nhiêu các bạn xem thì các bạn, hay là các bạn nghĩ nó là có ý đồ gì đó giờ các bạn không ấy. Đây đến đoạn này này, 40 giây rồi bắt đầu với là nói này. Đấy. Thì đây nhá, đây là cái video mà mình đã up lên mạng rồi nhá. Up lên kênh YouTube rồi thì mình thứ nhất là mình phải đăng nhập, mà bạn phải đăng nhập kênh YouTube của bạn này. Thứ hai bạn kích vào đây edit, hoặc là nếu tiếng Việt ấy, thì nó sẽ là chỉnh sửa video. Các bạn kích vào nút edit này. Đây mình sẽ kích vào nút edit. Đó. Khi mà mình kích vào nút edit ấy thì nó sẽ đi vào cái chi tiết của cái video. Chi tiết của video có phần basic này, phần more option này, các thứ này thì mình không cần quan tâm. Ở bên tay trái này thì ở cái dòng thứ ba nó có chữ editor. Editor cái này nó chính là YouTube editor đấy, tức là nó là video editor. Các phần mềm biên tập video online của YouTube nó cung cấp cho mình một số cái công cụ, thì các bạn kích vào đây chọn editor nhé. Đây cái video này lúc nãy mình đã cắt rồi, tại vì mình làm cái clip tiếng Anh rồi. Ok, thay mình sẽ không cắt cái này nữa, thì mình sẽ lấy một cái khác làm ví dụ. Đây lấy cái khác làm ví dụ, mình quay lại kênh của mình nhé các bạn, chờ mình chút. Đây YouTube nè. Rồi quay trở lại kênh của mình. Đây mình sẽ lấy một cái này là ví dụ này, hướng dẫn chèn logo thương hiệu vào này. Cái này thì là video này thì ok, thì không có cái gì cả. Tuy nhiên là mình sẽ làm mẫu cho các bạn nhé. Đây phần edit video này. Edit. Đấy. Các bạn cũng kích vào phần editor nhé, để mở cái YouTube editor. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cái edit YouTube editor này để các bạn nắm được này. Đầu tiên ấy, nó cũng giống như là Filmora hay là những cái phần mềm biên tập video khác ấy. Ở dưới này nó có một cái timeline. Timeline này ấy, thì là cái video của bạn nhé. Đấy, bạn cũng nhấn nút spacebar này để bạn play, để bạn xem là từ đầu đến cuối bạn nghe.
Đấy, trong đấy là thứ nhất là dòng 1 là video, dòng 2 là tiếng. Dòng tiếng này nhá, tiếng này thì bạn kích vào nút này này thì bạn có thể chèn thêm audio ở đây, hoặc là bạn có thể giảm audio đây. Nhưng mà giảm audio thì các bạn hãy dùng phím tắt. Phím tắt bạn kích vào cái nút ba cái dấu chấm này ở bên tay phải này, thì ở đây bạn vào xem cái keyboard shortcut nhé. Đấy, keyboard shortcut này nó có nhiều cái shortcut này, các thứ này. Ví dụ bạn có thể giảm tiếng này, increase the volume, đây không nhầm, đây decrease the volume này. Đấy, các bạn có thể dùng các mũi tên này, mũi tên lên, mũi tên xuống để giảm cái tiếng, giảm cái tiếng của video. Thế còn còn lại có tất cả các cái shortcut này, bạn nếu mà bạn thích thì bạn vào đây bạn xem. Ví dụ zoom in, zoom out, timeline là bấm control cộng và control trừ nhé. Đấy, thì ví dụ ở đây mình muốn, ví dụ mình muốn cắt từ đoạn này đến đoạn này chẳng hạn. Đây, từ đoạn này đến đoạn này thì mình sẽ làm như thế nào nhé. Bạn mới có thể cắt được nhiều đoạn luôn, cắt được nhiều đoạn chứ không cần một đoạn. Thế còn ngoài ra mấy cái này tí nữa mình sẽ nói sau, quan trọng nhất là cái cắt. Đây, cắt thì bạn thứ nhất là bạn kích vào cái nút này. Nút này gọi là nút trim này. Trim chính là nút cắt đấy, trim. Ok, nhưng mà nó chưa cắt gì cả. Bạn kích vào nút trim đấy nhưng mà nó chưa cắt cái gì cả. Thì bây giờ bạn có, thứ nhất là bạn có cái khung màu xanh này. Khung màu xanh này là nó hiển thị cho là cả cái video của bạn, cả cái video của bạn ở trong cái khung màu xanh đấy. Đến thứ hai, bây giờ bạn muốn cắt ở đâu thì bạn đặt cái điểm đầu tiên. Đấy, điểm 1 nhé. Điểm 1 là bạn đặt điểm 1 này. Sau bạn nhấn vào cái nút ở bên dưới này, nút split. Nút split này là nút cắt. Đấy, có thể tiếng Việt nó sẽ tương đương. Bạn nhấn vào đấy, rồi nó sẽ hiện ra một cái thanh màu xanh nữa để cho bạn có thể kéo đây. Nhưng mà cái bây giờ là bạn có thể kéo cái thanh màu trắng hay thanh màu xanh mà vừa mới xuất hiện này về bên trái hay về bên nào đấy. Các bạn nhìn nhé, cái phần đen này, cái phần đen này chính là phần là mình sẽ cắt đi, cắt bỏ khỏi video, chứ không phải là mình sẽ giữ phần đấy. Tức là mình muốn bỏ phần đấy đi thì mình sẽ cắt. Thế còn mình muốn di cái chọn này, mình chọn vào đâu thì chọn này. Đấy, mình kéo đây, ví dụ mình kéo như thế này là bạn đã cắt gần hết cả video luôn. Thế còn bạn kéo một đoạn thế này thôi thì ok này. Thế còn bạn, nếu mà bạn kích vào cái nút này, nút tức là nút xóa này, nút này là bạn không cắt nữa. Ví dụ mình kích thử cho các bạn xem nhé. Đây là undo này, đấy, không cắt nữa. Không cắt nữa thì làm sao? Thì nó sẽ biến mất cái thanh màu xanh lúc nãy ở cái timeline ấy. Thì bây giờ bạn muốn cắt chỗ khác chẳng hạn, ví dụ mình muốn cắt chỗ này, bạn này phải nhấn nút này nữa, nhấn nút split này. Đấy, xong bắt đầu bạn kéo này, kéo nó về bên trái thì bạn cắt về bên trái này, kéo nó về bên phải bạn cắt về bên phải này. Ví dụ kéo này, tất cả như này ok rồi đúng không? Ok, bạn muốn cắt cái đoạn này rồi, ok thì các bạn sẽ nhấn nút này, nhấn nút review này. Đấy, nhấn nút review này để áp dụng cái lệnh này. Sau khi bạn nhấn nút đây, mình sẽ nhấn nút review. Đấy, sau khi nhấn nút review thì các bạn sẽ còn lên trên màn góc trên cùng này, các bạn còn nút save. Save là bắt đầu các bạn cắt đấy, thực hiện hành động cắt. Thế còn các bạn kích vào nút ba chấm này, nó sẽ cho bạn thêm một cái option nữa là save as new, tức là lưu thành một video mới, một video cắt mới ngắn hơn đấy. Thế còn bình thường ấy là bạn sẽ lưu nó đè lên cái video cũ. Thế còn cái discard change này, discard change là hủy bỏ cái thay đổi đấy. Mình sẽ discard, mình sẽ hủy bỏ đi, bởi vì mình video này là hoàn toàn ok, mình không cắt nữa. Đấy, thì đấy là làm nào để cắt video sau khi bạn đã up lên YouTube. Thế ngoài ra ấy, thì các bạn có thể thêm cái này này. Đây. Cái này nó ad breaks nhá. Khi mà kênh của bạn được bật kiếm tiền rồi ấy, thì ở giữa các video ấy thì nó sẽ có những cái đoạn mà quảng cáo xuất hiện ấy, thì cái đấy là YouTube nó tự đặt vào cho các bạn. Nhưng mà ở đây, ở mỗi video thì các bạn có thể điều chỉnh được nhé. Các bạn có thể điều chỉnh được là cái này nó ở chỗ nào ấy. Ví dụ bạn xem bạn nói đến đoạn nào ấy, mình thì mình không quan tâm nữa, mình cứ bật thôi. Còn nó xuất hiện ở đoạn nào thì đấy là giống như là bây giờ mình cũng không biết là quảng cáo nó xuất hiện lúc nào. Đấy là một. Là hai. Thứ ba nữa là phần end screen. End screen là những cái nút click ở cuối màn hình nhá, cuối video ấy, nó sẽ xuất hiện trong tầm 20 giây. Ví dụ đây nhá, ở đây này các bạn có thể nhìn thấy này, đây là cái end screen của mình này, tầm này. Đấy, tầm này nó xuất hiện. Thì bây giờ bạn có thể thêm các cái video hoặc playlist hoặc là subscribe button hoặc là channel link gì đấy. Tức là cái các này, tức là cái này là các cái nó xuất hiện dọc theo video của bạn. Thế còn end screen là chỗ này, đúng không? Bạn có thể đổi cái end screen đây, ở đây. Hoặc là bây giờ bạn add vào blur này, add blur tức là bạn thêm cái, xóa cái mặt đi, ví dụ có mặt đứa trẻ con hay gì á. Thì các bạn có thể edit ở đây, ví dụ edit ở đây nhá. Ví dụ mình kích vào edit này. Đấy, nó sẽ xóa cái mặt mình đi, đúng không?
Ồ, nhưng mà thôi mình kích cầu close. Nhớ đâu nó lại edit thật thì có vẻ lúc đấy tự nhiên video hướng dẫn của mình lại lại tự nhiên mờ hết cả mặt đi. Đấy, còn cái phần này ấy, nếu mà sau khi ok rồi bạn cũng save hoặc là bạn save thành new video. Đấy, sau đấy bạn đóng vào. Đóng vào. Quay trở lại cái này. Đấy, quay trở lại cái này. Nếu các bạn ok rồi thì các bạn click vào save. Đấy, click vào nút save này. Đấy, thế là xong. Thế là video của bạn bạn không cần phải phải xóa, phải phải làm gì cả. Nếu có một cách khác nữa là bạn có thể vào studio nhé. Vào studio của bạn ấy. Vào YouTube studio của bạn. Sau đấy bạn bạn vào phần video. Và video mà. Thì với video sau đấy bạn tìm lại tìm đấy, đấy các bạn tìm những cái video nào mà bạn cần cắt ấy, cần cần chỉnh sửa ấy thì các bạn kích vào đây. Đấy, kích vào nút detail này hoặc là kích vào nút ba chấm này. Đấy, ba chấm này sau edit title description này. Đấy. Kích vào đây, edit title description thì đây, edit này, đấy. À không. Kích vào cái nút này, đây nút này để cắt này, detail này. Detail để ra cái editor đấy, mở cái editor ra. Đấy, mở cái editor ra thì nó làm lại giống động tác như đấy. Thế thôi. Video hôm nay mình hướng dẫn ngắn với các bạn thế thôi. Nó cũng là một cái lỗi nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ biết để xử lý nó như thế nào, xử lý được cái việc bạn upload lỗi lên YouTube ấy để nó không ảnh hưởng đến đến nhiều đến kênh của mình, kênh của bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Goodbye.